Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Nghiệp và Đồ bên kênh mini của mình. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn ứng dụng có tên gọi là Epping kiếm tiền online. Thì hôm nay thì mình lên cộng đồng Facebook thì mình thấy rất nhiều bạn trẻ chia sẻ ứng dụng Epping này kiếm tiền. Cứ một lượt chia sẻ hoặc là nhập mã thì được 10.000, 20.000 thì mình cũng không biết thực hư như thế nào. Thì hôm nay thì mình sẽ tải ứng dụng về và làm coi thì nó như thế nào. Thì bước đầu tiên các bạn vào Shopify, các bạn tìm kiếm ứng dụng có tên là Epping hình con lợn, gọài là con lợn, mình đã cài đặt đây rồi. Bây giờ mình sẽ chỉ việc mở nó thôi. Mình sẽ đọc như nó trên nào rồi, Epping kiếm tiền online, đọc thêm nó như thế nào mà các bạn nói là một nhập mã giới thiệu kiếm được 10.000, 20.000, chẳng lẽ là lừa đảo. Epping ứng dụng kiếm tiền online, thẻ cào điện thoại số 1 Việt Nam, vừa giải trí vừa có thể kiếm tiền. Ở đây thì ứng dụng này thì cài đặt app chơi game, sử dụng app tối thiểu 3 phút để kiếm cho mình những chiếc thẻ Viettel, Mobi và Vina, tham gia sự kiện để nhận số tiền. Coi mình chuông kéo cho coi một mã giới thiệu được bao nhiêu nào. Thì ở đây thì họ cũng chưa đề cập tới một mã giới thiệu được bao nhiêu nghìn. Thôi thì vậy thì mình sẽ đi thẳng trực tiếp vào mã giới thiệu, đi thẳng trực tiếp vào ứng dụng Epping thế nào. Mình sẽ tải nó xuống một tí. Ok, mình sẽ mở ứng dụng Epping kiếm tiền online, coi nó như thế nào nào. Ở đây thì mình là cài đặt sẵn rồi, nó có các sự kiện như thế này này. Đây là thanh công cụ, các bạn nhớ nhập mã giới thiệu của mình nhá, C10156. Mình thử các nếu bạn chia sẻ mã nhận thưởng được bao nhiêu tiền. Và trời ơi, chia sẻ IP với bạn bè để nhận thưởng lớn, mỗi người nhập mã chia sẻ của bạn sẽ nhận được 2.000 đi coi. Thế mà cứ nói nó trên trời 10.000 với 20.000, hóa ra giảm tới gấp 10 lần. Một mã giới thiệu chỉ được có 2.000, nói chung thì cũng không ăn thua. Mình xác định ứng dụng này là không ăn thua. Chỉ cả tại vì một mà nhập một mã giới thiệu thì các bạn có thể kiếm được 2.000 đồng thì cũng nói chung thì cũng tạm tạm, không có việc gì cả. Thì đấy, ở đây thì các bạn nếu mà các bạn nhập mã giới thiệu, các bạn nhập mã chia sẻ ở đây, thì ở đây các bạn nhập mã chia sẻ của mình là C10156 thì các bạn sẽ được 2.000 đồng. Mình coi có thể, tại vì tỷ lệ của nó thì 500 icon thì tương đương với 500 đồng đấy, để lời chuyển đổi thì đây thì cũng không ăn thua, tỷ lệ là 1:1, nên nói chung thì ứng dụng này thì cốt là người dùng phải giới thiệu thôi, chứ còn cài đặt app thì mình chưa thấy nó ở đâu. Còn mình sẽ cho các bạn biết top kiếm tiền của nó là sao. Thì hiện tại thì người đứng đầu thì Minh Mạnh thì mới kiếm được 53.000 Việt Nam đồng. Thì mình thấy cái ứng dụng này các bạn cũng không nên chơi làm gì. Nếu các bạn chơi thì các bạn nhập mã của mình thì cũng của mình, thì mình chỉ được 2.000 đồng một mã của mọi người. Thì mã của mình chia sẻ thì nằm ở đấy, mã của mình là C110156. Thì mọi người nhập mã giới thiệu của mình chỉ được 2.000 đồng. Một mã giới thiệu chỉ được 2.000 đồng mà trên cộng đồng Facebook các bạn trẻ chia sẻ là được 10.000, 20.000. Chẳng lẽ các bạn đi lừa đảo để cho mọi người nhập mã các bạn được 1-2.000. Thì mình cũng xin nói các bạn là cũng không nên chơi ứng dụng này. Ứng dụng này thì một mã rất rẻ, rất chi là rẻ tiền. Thì hôm nay thì mình làm cái video này thì để coi ứng dụng Epping nó như thế nào, thì mình thấy cũng chẳng làm sao cả. Thì nếu các bạn có ứng dụng nào kiếm tiền online hiệu quả thì hãy comment bên dưới giúp mình, hoặc là các bạn có vấn đề gì thì comment để mình giải thích. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn kiếm tiền online hiệu quả và thành công trong cuộc sống. Ok, xin chào.